Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần cũ đâm bằng cá tình tổ quốc. Hôm nay tập một clip gồm 12 cây cầu nha mọi người. Thì 12 cây cầu này tất cả đều là cần dây trong chất liệu carbon. Rồi để shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu không lỗi không clip lên đó thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi cảm ơn em. Đến cây thứ nhất mình tham khảo. Cây thứ nhất là cho mọi người một cây cần của Suzumi. Thì cây này một cây dây trong. Phôi là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon sẵn quân nè. Những cây dây phục trong nè, phôi nó rất là dày nhá. Cái lỗi là lỗi xít à, bua cũng vậy luôn à, góc ở dưới cũng vậy luôn đó. Thì những cây này đánh cực cảm giác luôn. Cây này cứng 50, dài 2m4 đó. Anh em nào thích đánh dây trong, đánh cảm giác đánh mấy cây này đó. Anh em mua về anh em dựng lại lên phen câu rất là ok luôn. Thì cây ngoại hình cỏ xây sát một ít nha mọi người đó, bát thẳng, ngoại hình xây sát một ít, hàng Suzumi xây sát đây đó, cần sao báo anh em vậy. Thì cái này nặng là 250g, đọt 2.7, giá công khai cây số 1 giá là 250k nhé. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 lên mọi người một cây cần của Alpha Tekin. Đây cây Alpha Tekin thì dòng em lấy từ thị trường nó để về nhá, phôi được carbon sẵn nè mọi người đó. Sẵn hay da xứ dính gốc nè, còn nè đó. Phôi là phôi carbon nha anh em, phôi carbon sẵn, cây còn rất là đẹp luôn đó. Cây này cứng 25, dài 2m1 đó, chuẩn anh em cầu cảm giác càng hai khúc như thế nào. Rồi anh em thấy nó sẵn phôi ở trong buộc xít luôn nè, xít green. Tất cả ok hết cho anh em, phôi sẵn hai lớp, các bạn tham gia. Thì cái này nặng chỉ có 185g thôi, đọt 2.3, giá công khai cây số 2, giá là 350k nhé. Cái này đánh cảm giác thì còn gì bằng. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người vẫn là một cây cần dây trong. Thì cây này cứng 25 và 21. Thì cây này của hàng cấp Rai, tem đầy đủ nha anh em. Cây này cũng lấy từ thị trường Nhật về, gốc lít tới đây đó. Xích nha, bát Fuji, phôi cần carbon đó. Ngoài hình cây này cũng còn tương đối mới luôn, đầu lóng ở đây đó. Bộ ok hết nha nè, càng không lỗi. Thì cây này nó nặng là 150g, đọt 2.2, giá công khai cây số 3, giá cũng là giá là 350k luôn nha mọi người đó. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 lên cho mọi người một cây cần đai qua, dòng cần đai qua Holylock, cần dây trong. Đây xử dây trong của nó đây đó. Bát Fuji đó, phôi carbon nha mọi người, phôi cần carbon. Đây thấy đọt nó sẵn nè đó. Thì cái này cứng 30, dài 2m3, lỗ xít nè. Cái này anh em về thích dựng phen để dựng phen, không dựng phen để dạy câu cũng rất là ok nhá. Cần thì không lỗi đó, tất cả đều rất là ok luôn. Cây này sản xuất tại Korea, chứng 30 và 2.3, mã có đầy đủ, tem đầy đủ. Thì cây này nặng là 230g, đọt 2.4, giá công khai cây số 4, giá cũng là 350k nhé. Tiếp theo cây số 5, thì cây số 5 dạng cần săn hàng. Thì cây số 5 lên cho mọi người vẫn là một cây cần dây trong. Thì cây này cứng 80 và 3m. Cây này anh em nào mua về dựng lại cần câu là hết bài luôn mọi người. Phôi sẵn găng guốc nè. Phôi sẵn nè. Bát Fuji nhé. Bát Fuji. Càng ngoại hình còn rất là sáng luôn. Lỗ xít hết. Phôi cực kỳ dày nha anh em. Đây qua. Cây này của em không thích của tên của ai luôn.
Nó để là Made in Korea. Sẵn găng guốc nha mọi người. Rồi sẵn găng guốc. Vậy anh em tháo cái fan ra nè, rồi cứ dựng lên fan là bình thường. À, rất là ok luôn. À, cứng 80, dài 3 mét, chuẩn cho anh em dựng dạng đánh bao lực đây. Thì cái này nặng là 371 gram, đọt là 2 ly 5. Giá công khai cây số 5, giá là 500 như này, 500 cộng tiếp. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần của Olympic. Thì cây này là một cây cần gút nha anh em, cây cần gút. Đó. Bát là bát gòn, bát fushi gòn. Thì cây này một cây cần Olympic sản xuất tại Korea. Đó, cây này dài 3 mét, 3 khúc, đó, 3 lóng, có 3 lóng, tổng cộng là 3 lóng. Lóng này và lóng trong đây, đó, tổng cộng là 3. Thì cái này dài 3 mét, nó lại nó lua từ 3 đến 16 dB, tải mồi từ 10 đến 25 gram, đó, dạng cần dây trong. Dây trong mà dạng cần lua. Đó. Coi coi cần carbon. Ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Đó. Thì anh em nào biết đánh được cần dây trong này thì đánh rất là ok kìa. Đọc nó đây. Tất cả cũng ok, không lỗi. Thì cái này nặng là 225g, đọt 2.9, giá công khai cây số 6, giá là 350k luôn nhé. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho mọi người một cây Holy Potion. Thì cái này của anh Phải Tắc Cổ nha mọi người. Càng là càng carbon. Thì cây cứng 30, dài 3 mét. Có đầu chụp nè. Đầu chụp Pussy luôn. À, rất là gầu. Điểm này điểm xít nha mọi người. À, bát là bát Pussy. Ngoại hình cây này ra tầm khoảng 90% ăn lên nha. Rất là đẹp luôn. Thì 30 dài 3 mét. Đọc ở đây mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó. Đẹp lung linh. Không có xước gì hết. Thì cái này nặng là 200g, đọt 2 ly. Giá công khai vẫn là 700, giá công khai là 350k cộng ship nha, cây số 7. Tiếp theo cây số 8, thì cây số 8 là một cây còn túi còn hộp luôn. Nó có dây sỏ cho anh em luôn nè. Đó. Thì cây này cứng mừ, dài 2m7. Đọt của nó là 2 ly 3. Hàng carbon. Giá nó bán tại Nhật là 16.000 yên, giờ tầm khoảng gần 3 triệu Việt Nam nhé. Chắc là luân liệu carbon. Càng tiết sinh lên. Càng rất là mới luôn. Đó. Bát là bát Fuji nè. Đó, bát Japan. Cứng mừng, dài hết 7. Quên để bát đây. Rất ok nhé. Thì em hay nói vui là mấy cây này 2m7 cứng mừng này nè, nó anh em về tháo ra hạ lại cần tay câu đi câu cá là khỏi bài, hết bài rồi chê luôn. Đó, đọt sáng găng gút. Cứ tháo phen tháo bát ra hoài đó, cứ hạ vào cần tay mà câu. Đó. Dạng cứng mừng 2m7 này đánh giải là ok luôn á. Đây, đó, cứ tháo bát ra bọc màn co vô hay quấn chỉ là chỗ này cái là ok liền. À, thành cây cần tay thì cần nguyên bản sao em để anh em vậy. Thì cái này dài 2m7 cứng mừng, giá công khai vẫn là 350k nhé, cây số 8. Tiếp theo qua đây, và đây là nguyên lốc đai qua luôn. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 lên mọi người một cây đai qua Sea Power, một cây đai qua cứng 80 dài hết 7, một cây cần rút. Bát tầm bát đây qua bát Pussy. Cái được sản xuất tại Korea nha mọi người, sản xuất tại Korea. Cây này còn rất là mới luôn, ngoại hình rất là sáng. Đây qua còn đọt chụp mà đọt đây. Đó. Thì cây cứng 5 cứng 80 hết 7 là đọt cả bá luôn. Đó. Dạng anh em câu thì câu ngâm câu lăn xê. Đó.
ngồi rất là đẹp nha, ngồi bạc kim rất là đẹp, không có xước xát gì nhiều. Thì cái này nặng là 310g, đọt 3,6 ly, giá công khai số 9, giá cũng là 350k nhé. Tiếp theo cái số 10, cái số 10 lên cho mọi người vẫn một cây cần của Holylock, một cây Cyberware. Thì cái này cứng 30 và 3m5 nha anh em, cứng 30 và 3m5, hàng sản xuất tại cũng lại Korea đó. Bát cũng là bát Fuji. Cái cây này thì ngoại hình nó tầm khoảng 90% ăn lên hết nha anh em, rất là mới luôn. Bát là bát Fuji, đây cũng vậy, tem đây qua còn đột chụp. Sẵn gần gốc nha anh em, đọc sẵn gần gốc. Anh em nào thợ thì tay nghề cao thì anh em có thể vô phen câu cũng được, rất là ok. Thôi để quậy câu thì cảm giác khỏi bàn. Ở đây thì em cũng câu mấy cây cần dây trong nè, dạng cần câu tôm á, đánh rất là ok mọi người, rất cảm giác luôn. Phôi cũng là bạc sơn ánh kim carbon đó, rất là đẹp. Thì cái này vẫn vậy, giá công khai vẫn là 350k, cái này nặng là 335g, đọc 2 ly nó, giá số 10 350k. Tiếp theo cái số 11, thì cái số 11 lên mọi người một cây cần cứng 50 và 3m5 Cyberware, hàng vẫn là hàng sản xuất tại Korea, Holylock, bát tà bát Daiwa Fuji, cần cũng còn rất là mới nha mọi người. Phôi cũng là phôi đây qua sẽ đánh bạc nè, đó rất là mới. Đa số những cây này về thì nó nguyên zin vậy kìa, đó hàng rất ít sử dụng luôn đó. Không phải nói là người ta không sử dụng luôn á, đây không có quýt xước quýt chạy gì luôn đó. Rất là đẹp nha anh em, sẽ đánh kim nè. Thì cái này có ngày giá công khai là 350k, cây số số 11 đó, số 11 350k. Tiếp theo cây số 12, thì cây số 12 nó còn túi nè đó, vẫn là vậy, càng si power. Thì cây này cứng 50 và H7, đọt của nó đâu rồi, đọt của nó là 3 ly nha anh em, đọt 3 ly đó. Nặng là 295g, thôi phôi và phôi carbon này, còn tuổi luôn. Càng rất là đẹp nha đó. Bát là bát bay qua Fuji, hàng nguyên kiện phen bu đầu ren thì rất là ok nha. Cái này được sơn màu bạc đậm tí cũng còn rất là đẹp luôn đó, ánh kim nha mọi người. Đẹp khỏi chê. Rồi giá công khai cái số 12, giá là 350k cộng ship nha. Rồi, đó tổng cộng 12 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người cái nào chốt lại số điện thoại tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn anh em.